trong tập hôm nay. Chúng ta cùng đi tiếp tục khám phá về bộ lạc Mentawai sống giữa rừng núi ở đảo Siberut, Indonesia. Khi một người trong bộ lạc mất đi thì người bộ lạc ở đây sẽ có những phong tục như thế nào? Liệu có điều gì khác so với thế giới bên ngoài kia không? Thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng tiếp tục video ngày hôm nay thôi. Maybe we stay here because of many people. Yeah. Yeah. So we still have another house not so far from here. Yeah. Maybe we our base camp there. Maybe if you are not coming here, it's okay. What do you think? What do you prefer? For me, whatever. Giờ mình đã tới chỗ đây, chỗ nhà của chú của Liki rồi. Thì Liki cũng nói mình là có muốn là sang một nhà khác không. Tại vì nhưng mà thôi, mình bảo là mình hôm nay mình sẽ muốn ở đây cùng với mọi người, coi như là cũng gì đó đến để gọi là cầu nguyện một chút ấy. Gọi chia buồn cùng gia đình luôn đấy các bạn. Thì ở đây mọi người đang nướng một con lợn ở đây này. Ở nhà ngay trên kia thì bây giờ mọi người ở đây gần đây có một con suối này. Thì mọi người đang vệ sinh lại cái con lợn này đây. Đây. Tuy hôm nay là cái ngày mấy ngày hôm nay là ngày mưa to ấy. Là nước nó cũng đục đi ấy. Nhưng mà đến đây thì cái nước suối này thì mình thấy là cũng khá là trong ấy các bạn. À, đến cái ngày này thì đứa con cháu trong nhà thì mỗi người một công một việc. Khi mà nghe tiếng mà gõ kiểu như gõ mõ vừa nãy đấy. Đấy, thì bây giờ mọi người đang ở đây là mấy người trẻ trong trong đây thì đang phụ là nấu ăn. Đấy. Thì giờ mình sẽ thử đi vào bên trong kia còn một gian nữa thì không biết mọi người đang làm cái gì. Đây đây, những cái miếng thịt mà mọi người đã cắt ra rồi thì đây mọi người đang để đây để luộc này các bạn. Ông thì năm nay ông cũng lớn tuổi rồi các bạn, năm nay ông cũng 100 tuổi rồi. Thì ông, nói chung là ông ốm mấy hôm nay thì hôm nay là ông đã mất. Và trên này đây là những cái kiểu như những cái đầu xương sọ của những cái con vật mà gia đình đã đi săn đấy các bạn. Thì trong đây thì mọi người Liki có nói chuyện với mình là những cái đầu như thế này ở đây ấy, khi mà mọi người đi săn được thì mọi người cũng kiểu như là gọi là sao nhỉ, vừa là để tôn trọng những cái mà động vật mà đã săn người đã treo trong nhà này này. Đấy, các bạn thấy này, ở đây cũng rất nhiều luôn. Ở ngoài cửa kia trước khi vào cũng rất nhiều những cái đầu của những cái con động vật mà đã đi săn đấy. Đấy, thì cũng như là một cái phần trang trí ở trong gia đình. Ok, thì mình giờ sẽ đi vào trong kia nhá. Ở bên góc này nữa là đây mọi người đang chuẩn bị những cái đồ ăn để tối nay chuẩn bị cho đám tang ở gia đình đấy các bạn. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, yes. Hello, hello. Hello, hello. A secret. Tattoo. Tattoo. Hey.
cô đang xem những hình sao. Thank you. Đây là món sagu đây, món truyền thống này. Mọi người, mình không biết là mọi người làm theo kiểu gì ấy. Thế nhưng mà ở đây mọi người bọc bằng cái lá kiểu như lá lá dứa các bạn. Bằng. Đây, mọi người bọc bằng cái lá dứa xong rồi để vào đây nướng này. Đây. Trong này rất dẻo luôn các bạn ạ. Kiểu như là gạo nếp mình vậy á. Mình không biết có phải làm từ gạo nếp không. Ăn cái này xong một lúc sau kiểu nó dẻo, xong một lúc sau nó ngọt miệng cực kỳ các bạn ạ. Hello. Hi. Có vẻ đây là một cái món ăn truyền thống như thay cơm vậy. À, bên ngoài này nuôi lợn rất nhiều đấy các bạn. Cái này cái vị nó cũng bị thơm của cái lá bên ngoài các bạn. Mình thấy như là lá dứa đấy. Để nướng kia người ta cũng phải chan đều lửa ra để cho nó đều ấy. Đây cái lá đây. Lá mọi người để sẵn như này đấy các bạn. Đây, tất cả thịt mọi người cho vào đây, mọi người luộc ở đây. Đây. Và cho thêm cái lá vừa nãy kiểu cũng làm cái bọc qua cái đồ ăn sagun đấy các bạn. Sagun is good, huh? Yeah. Good. Good. Okay, so for example, now at home, yeah, for your uncle, what we do to keep that spirit for him? For him, still have like example tomorrow, he can go to cemetery to put underground. So they tomorrow at night still have the his name Sigaba Alaket. Sigaba Alaket. Okay. So this mean spirit coming to take our stuff and this house. Okay. Belong to him. Yes. Okay. Yeah. So after that, we still have more. Maybe next day, maybe maximum 2 months, still have the big ritual for the ritual for the ceremony. We heard about information like mental white people, they live. They have is very long time ago, like 2,000 years, 2,200 years ago. They live in the jungle, like really deep inside the jungle. But you know, there is nothing around, right? Just only jungle, like an animal around, the green around. But what do you think is like the mental white people, they will go, you know, in the future, like go outside with the city life or something like that? Why they want to live here in jungle?
Because in Mentawai, people live in the jungle, their life. Example in the jungle here still have to do. Mm-hmm. Still have the chicken, still have the garden or pig. So the economy about the Mentawai is very important in the jungle. So why you don't like in the village? Because in the village is city. Everything to pay, everything to buy, something like that. So in the village, just like old men just watching the people. If a rich man, if a not rich man, just sitting, what can I do there? So in the jungle, so if you have the chicken, if you have the garden, you have the cocoa, banana, cacao, everything. Mm-hmm. So even chicken. In Mentawai is very important, like pig is very important number one because economy. Đây là thịt bò nhà mình làm các bạn nhé, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu anh em nào mà muốn ăn thịt bò này có thể liên hệ số Zalo mình ghi bên dưới đây và đặt hàng mình thì mình sẽ giao hàng trên toàn quốc. Tuyệt vời luôn. Bò khô nhà làm. Chưa bao giờ mình đến cái một cái vùng đất nào mà nó sâu xa này, và trong rừng, trong rú, mà lại đúng là cái ngày đầu tiên lại vào đúng cái ngày mà có đám tang của trong gia đình các bạn. Đi vào trong này từ nãy giờ đúng mình chỉ nghe thấy tiếng khóc của mọi người thôi. Thì đây là một cái video mà trải nghiệm thì mình nghĩ là không dành cho những cái bạn nào hay là anh chị cô chú nào kiểu yếu bóng vía hay là yếu tim một chút. Thì nó chỉ trong này nó cũng kiểu là chỉ là có tiếng khóc của mọi người, nó kiểu nó thẳng, rất là buồn đấy, thê lương đấy. Đấy thì sao đi trải nghiệm mà các bạn, thì trải nghiệm thì nó phải có thế này thế kia, có buồn có vui, có núi có rừng, có người châu Âu, châu Á, châu Phi mà đấy. Thì thôi thì cũng một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình đấy. Hy vọng các bạn xem video này thì cũng gọi là sao, đừng quá là sợ nha các bạn nhé. Thì sinh lão bệnh tử mà không ai tránh khỏi cái việc đấy cả. Later. It's okay, no problem. It's free. Okay, I wait everyone to eat. Okay. So after that, everybody come here to eat. Very good. Thịt đã chín xong rồi, giờ là mọi người đang cầm ra đây để chia nhỏ những cái miếng nào mà còn to các bạn. Xong rồi đợi một lát nữa thì tất cả gia đình họ hàng sẽ vào đây để ăn cơm cùng với nhau. Thì càng tối đến khi mà càng nghe tiếng mõ đến ấy, thì bây giờ mình thấy là ngoài kia rất đông các bạn ạ.
Thì trong đêm nay thì tất cả người trong bộ lạc đấy sẽ tập trung hết vào nhà của bác của Liki các bạn ạ. Thì mọi người cho cái thịt vào một cái kiểu như là cái tấm ván này này. Thì đây có vẻ kiểu như là một cái phong cách ăn uống ở đây này. Mọi người có để ở đây và chia sẻ nhau đồ ăn đấy các bạn. Liki đang chuẩn bị cho mình bữa tối hôm nay đây các bạn. Thì sợ mọi người kiểu mình với cả Thảo là đói nên bây giờ mọi người đã chuẩn bị cho trước. Thì trong mấy ngày tới là Liki sẽ nói chung là sẽ chăm lo cho bọn mình trong mấy ngày tới. Thì ở đây thì Liki bảo là mọi người phải tầm khoảng một tiếng nữa mới ăn cơ. Thì đây là mình sẽ ăn trước ở đây các bạn. Mì phải có trứng này. Đó. Tối nay là mọi người sẽ không có ngủ cả đêm các bạn ạ. Thì hôm nay mình với Thảo cũng đều ở đây cả. Thì không biết là đêm nay mình có ngủ được hay không. Đi vào trong này thì không kén chọn được các bạn ạ. Mình có gì ăn đấy. Không có đòi hỏi. Có cái gì đó nhét vào bụng là ấm bụng là được rồi. Quên mất cũng không thể thiếu là cái món sagun. Sagu. 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 With the, this one. Yeah. Soup. It's a soup of the pig. Yeah. And over there. Yes. Yeah. So the sagun here, the people here eat every day? Yeah. You can eat breakfast, dinner, lunch. Okay. Traditional, huh? Đây, cái này mọi người ăn hàng ngày thay cơm luôn các bạn ạ. Mọi người ở đây là cũng làm từ cái này là từ những cái đồ mà thiên nhiên ở đây á. Mình cũng không rõ là cái món này là chính xác là mọi người làm như thế nào. Nhưng mà để ngày mai ngày kia thì sau khi mà nhà công việc xong xuôi thì Liki sẽ dẫn mình để trải nghiệm và cho mình biết là cái món này sẽ làm như thế nào. Đấy, cả chôm chôm mang từ thị trấn lên này các bạn. Ok, các anh ở đây thì cũng đang sắp xếp thịt lợn sắp xong rồi này. Đây là món thịt heo bây giờ đã tới rồi các bạn. Giờ mình sẽ thử thịt heo ở đây nhé các bạn nhé. Thịt heo đây ngon các bạn ạ. Ở đây vì mọi người nuôi theo kiểu tự nhiên ấy, chỉ ăn những cái đồ mà thực vật thôi nên là thịt lợn khá là chắc. Ăn cùng đây. Đây phong cách ăn truyền thống ở đây nè. Mà thịt lợn đây mọi người chỉ luộc đơn thuần thôi. Gia vị thì cho thêm một tí muối vào là ăn thôi các bạn. Cũng không có gì đó cầu kỳ hả. Sagun, sagun thì nó chấm cùng cái nước thịt heo này. Đó. Ngon lắm. Rồi mình sẽ thử miếng nữa nhé. Yeah. Đây miếng thịt của nó đây. Ngon, thịt đây ngon các bạn. Cái này thì này. Ở đây thì mọi người sống trong này thì mọi người chỉ có cái gọi là tấm năng lượng mặt trời thôi các bạn. Và nên là các bạn thấy là ai cũng có cái đèn pin mà soi đầu ấy. Là vì ở đây là không có đèn kiểu điện lưới các bạn. Đấy, vào đây là tối cái là chỉ có thế này thôi. Những đèn đây là từ năng lượng mặt trời này. Đấy. Sóng điện thoại thì vào trong này cũng không có luôn. À, thời gian vừa rồi mà mình chưa ra được video thì các bạn thông cảm nhé, là vì lý do mình đang tận sâu trong rừng này. Đấy, giờ bắt đầu là mọi người đang đi về trong này để tụ họp ăn cơm với nhau các bạn. Thì các bạn thấy là ở đây mọi người là ví dụ như những người đàn ông trong gia đình, những người lớn tuổi ấy, thì các bạn thấy năm chú ở đây chưa? Đấy, năm chú ở đây là em trai ruột của ông vừa nãy đấy. Và cái chú mà đứng bác đứng bên trái với ngoài cùng kia đang cuốn cái khăn là bố của Liki các bạn ạ. Đấy thì những người đàn ông trong lớn tuổi và có địa vị trong dòng họ thì sẽ được ăn mâm to này và ngồi giữa đây này.
phụ nữ thì ăn bên cạnh và với cái đĩa nhỏ hơn. Hello. Và ăn cùng sagu. Mình thấy là người mấy bác mà lớn tuổi cũng có cái đặc biệt là có những cái hình xăm, các bạn thấy chưa? Như chú đây xăm quanh đùi này. Đấy, thì để ngày mai ngày kia mình sẽ tìm hiểu thêm cái đấy. Đấy, những người thanh niên thì khách tứ thì ngồi ăn ở bên rìa cửa. Đấy, các bạn thấy bộ quần áo truyền thống của những người ở đây chưa? Các chú là mặc khố đấy các bạn nhé. Thì mọi người có cả đêm để thức ngoài kia. Bây giờ thôi, hôm nay mình cũng khá là mệt rồi, thì mình với cả Thảo sẽ đi nghỉ trước. Thì hẹn các bạn vào ngày mai nhé các bạn nhé. Chào buổi sáng tất cả các bạn nhé. Đêm qua thì đúng là mình nghe cái tiếng gõ mõ của mọi người, rồi tiếng khóc của mọi người cả đêm luôn các bạn ạ. Thì bây giờ là một ngày mới lại bắt đầu rồi. Giờ mình đi đánh răng rửa mặt đã. Giờ mọi người thấy đã dậy sớm lại chuẩn bị cho một ngày mới rồi này. Đằng sau này kia thì mọi người đang nấu lại cái sagu này các bạn, để cho chuẩn bị cho bữa sáng này. Đây, giờ mình mời tất cả các bạn đi đánh răng rửa mặt với mình nhá. Thì mình sẽ cho các bạn là xem cái chỗ mà mọi người sẽ sinh hoạt hàng ngày lấy nước ở đâu. Good morning. Good morning. You drink tea, coffee? Okay. Later, I come back here. Later? Yeah. Okay, okay. Two coffee, huh? Two coffee, huh? Yeah, thank you. Yeah, okay, okay. Thank you so much. Okay. Good morning. Đây, mấy cái tấm gỗ hôm qua là hôm nay là mọi người đã đóng thành cái hòm để tí hoàn thành cái lễ thủ tục hỏa táng cho ông ở đây rồi các bạn. Thời xưa khi mà bố của Liki mà còn thanh niên mới còn nhỏ ấy, thì có bảo với cả Liki là khi mà những cái người mà đã khuất ấy, thì mọi người sẽ làm cái cách là dựng 4 cái cọc ở trong rừng đấy các bạn, rồi dựng một cái chòi tạm bợ lên đấy, rồi kiểu như là làm cái lễ thủ tục là treo táng đấy, thì người mất thì người ta cứ để lên trên đấy thôi. Nhưng mà sau rồi thì chính phủ mới thì cũng có vào đây cũng nói chia sẻ mọi người là kiểu như treo táng như vậy thì nó sẽ mất vệ sinh này, rồi đi trên đường rồi kiểu như là thú hoang vào kiểu như ăn xác này, rồi nước từ xác nó chảy xuống dưới đất này, rồi đất lại những cái động vật xung quanh gần nhà người ta lại ăn vào thì nó sẽ làm kiểu mất vệ sinh môi trường ấy. Nên là bây giờ là mọi người đã không còn để cái cách là treo táng như thời xưa nữa rồi các bạn. Thôi, đã tới suối rồi, đánh răng rửa mặt thôi.
Thì lợn trong này người ta cứ thả đi ra giữa rừng này thôi, nó tự nó đi, nhưng mà kiểu nó quen rồi, nó cũng không có chạy đi đâu xa đâu các bạn. Đi mỗi nơi thì mỗi bộ lạc có một cái nét kiểu như là văn hóa khác nhau các bạn ạ. Nơi thì sống trong, ở châu Phi thì mình đến là sống trong rừng, nhưng mà rừng ở đấy không phải là rừng già như thế này đâu nhá. Ở châu Phi thì mình thấy vào đấy là mọi người kiểu sống vào những cái đám cây, kiểu đám bụi nó nhỏ thôi. Thì về Indo này, về cái khí hậu của Đông Nam Á mình thì nó nhiều cây cối mà tùm như thế này hơn. Thì mọi người là cũng, mình thấy là cũng dễ sống hơn đấy. Mình thấy là ví dụ như là những cái cây cối này xung quanh này, cây hoa quả rừng là cũng nhiều để ăn này. Ở bên châu Phi là không có đâu nhá. Rồi ở đây động vật thì cũng có, cá thì cũng có, sông cũng có, thì người ta cũng có thể là vừa lấy từ rừng này, những cây cối từ rừng, và vừa bắt cua bắt cá ở ngoài sông suối đấy các bạn. Đấy. Hàng ngàn năm nay là mọi người vẫn sống ở cái những cái khu rừng mà sâu như thế này đấy. Và như các bạn có thể thấy ngay trước cửa nhà có hai cây chôm chôm là rất nhiều quả luôn này. Đấy, sống trong rừng này là đầy hoa quả, ở cả ổi này. Đấy, ổi này. Kiểu mọi người ăn xong mọi người cứ vứt xuống đây cái là tự nó khác nó mọc. Này đằng sau cái đây là mít này, mít rừng nữa này. Đấy, trong này đâu có thiếu cái gì đâu. Đấy, và trước mặt đây nữa các bạn là cái cây to đùng này, là cái cây sầu riêng rừng này. Người ta ở đây người ta không muốn chạy ra ngoài, người ta sống ấy. Thì mình thấy trong này là đấy, tất cả cũng đầy đủ hết rồi, chả thiếu cái gì cả. Ở đây thì khi đám tang thì cũng không có cái đồng phục gì riêng hay là đeo khăn trắng gì như ở Việt Nam mình cả. Mọi người thì có cái gì mặc cái đấy như bình thường thôi. Đây là quãng đường mà đi ra chỗ phần chôn cất đây, mà quãng đường cực kỳ xa và khó đi các bạn ạ. Đường lầy lội bẩn thỉu. Đây, chỗ này là cái chỗ mà để chôn cất bác của Nikki đây các bạn. Medicine. Banana flower. Yeah. And water. Water. This. Yeah, same. Đây những cái lá thuốc ở kiểu như ở trong rừng ấy, cô ấy có lấy ra để cho kiểu như ở đây cũng có nhiều người, người ta buồn quá người ta bất tỉnh nhá. Thì cô hòa vào đây. It. Dễ tỉnh đúng không? Ví dụ như anh đằng trước với anh ấy kiểu anh sốc quá, anh ấy
anh kiểu buồn quá, nhiều người người ta bất tỉnh luôn ấy, thì bôi vào đấy để cho tỉnh. Đây ông đây cũng đang đây cầm cái này đi giờ đi nhúng nước, không mình không biết là nước gì nhưng mà ông phải khắp nhà đấy các bạn. Bình thường những cái ngày này mới đông thôi các bạn, nhưng mà các bạn có thể hình dung là đến vào những cái ngày bình thường ấy, chỉ nhà nào biết nhà đấy thôi. Tại vì mỗi nhà mà sống ấy, sống kiểu như là sống cùng, sống tách biệt luôn đấy các bạn. Nên là hàng ngày, những cái ngày bình thường là không khí là cực kỳ yên tĩnh luôn. Chỉ nghe tiếng thiên nhiên thôi à, không có tiếng người mà cũng không có tiếng khóc, không có tiếng như thế này đâu. Đấy, những chú, những bác lớn tuổi thì mặc những cái đồ truyền thống ở đây các bạn. Ba bác này là ba anh em, bác cả là hôm qua mất rồi, nên mình phải gọi là ông và cụ. Điện thì mọi người sẽ lấy như thế này đây, lấy từ cái bình mà cái tấm năng lượng mặt trời này, rồi đấu qua cái bình ắc quy ở đây để tối có thể là châm đèn, để có thể là nhìn thấy vào buổi tối thôi. Và có cả thêm cái đèn dầu kia, nếu mà ai mà có thời gian mà chạy ra ngoài làng ngoài kia có thể mua xăng mua dầu để tối có thể đốt ở đây. Liki, Liki, I want ask, what is this for what? Oh, this for the specialist, just for the saman. Ah, saman. Just for the saman. Not for us. Nói chung là cho về cái ông hôm qua ông mất đấy các bạn. Là mình cũng thử xem là các bác đang làm cái gì đây. Những cái bộ mà quần áo truyền thống như thế này là mình thấy là chỉ có những người bác lớn tuổi như ba bác ở đây còn mặc thôi. Ví dụ những lứa tuổi như trẻ như là Liki thì mọi người bây giờ mặc quần áo như là của người bình thường rồi. Đấy, ba bác ra tận ngoài sông đấy các bạn. À, mình tính đi ra ngoài bên kia nhưng mà Liki bảo mình là không nên ra. Bây giờ là những cái thủ tục ở đấy là chỉ cho người anh em trong gia đình mà có thể ra suối hay ra đâu đấy để làm thôi. Mình người ngoài là không được phép ra. Nên là thôi mình gọi là mình cũng khách đến đây thì mình cũng phải nghe theo lời mọi người ở đây này. Đây cho các bạn xem kỹ lại cái cửa vào nhà này. Đấy, những cái đầu của những cái con mà động vật này.